my time, although my faith it must be hiding. Searching through the sky, hoping to find a way, a way to get me through the day. Wonder where I belong. Is this where I should stay? Thành đô phồn hoa lấp lánh, những mái ấm êm đềm, bữa cơm đầm ấm. Vẫn đôi mắt trông về người con ở nơi biên giới, như gắn một niềm. Gửi gắm một niềm tình yêu thiết tha bao la.
biết cương trái tim đồng nghĩa yêu thương. Bạn biết chưa? Bạn biết rồi. What can she do? She can sing and dance. Nào, nào, quay nào. Để chai nó xin có mình. Được câu hỏi cho cô Phương nào. Bạn nào đọc câu hỏi cho cô. Bạn nào có thể đọc được nào? Bạn nào đọc được ra đây nào? Đọc to lên. Where do you live? We live in Hải Phòng City. Ok. Chúc mừng group 1. 1 2 3. Tiếp tục nhóm em bé chít. Tiếp tục group 2. Bạn nào có thể đọc được câu hỏi và câu trả lời cho cô Phương nào? Hôm nay đọc đi. What can she do? She can sing and dance. Very good. Cô chúc mừng. Đây nào. Two. Đây nào, cô đứng ở đây nào. One, two. Nào. Three. Nào, bạn nào có thể giúp cô đọc câu hỏi và câu trả lời của group 3? Thu Huyền. What? Hôm qua sạc pin. Ok, very good. Chưa rồi. Nào, để tay đây nào. Còn rồi. Chị. Nước miếng nào. Quay ở Huyền đi.